Liên minh châu Âu EU hiện là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Trong khi ngành công nghiệp sản xuất thép của khu vực này phụ thuộc lớn vào khí đốt giá rẻ từ Nga. Chính vì vậy, việc Moscow cắt giảm khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đang khiến một loạt nhà máy thép ở châu Âu phải cắt giảm sản lượng, thậm chí đóng cửa. Dù đã sử dụng tới 4 tua bin gió và hơn 50.000 tấm pin mặt trời ở cơ sở sản xuất đặt tại miền đông nước Bỉ, nhà máy sản xuất thép Aperam vẫn buộc phải ngừng sản xuất do hóa đơn tiền điện cao. Lãnh đạo nhà máy cho biết tiền điện một tháng giờ đây đủ để trả cho một năm trước kia. Thực tế là hoạt động sản xuất của chúng tôi đã bị gián đoạn từ đầu mùa hè. Chúng tôi cần một khoảng thời gian để tạm thời vượt qua khó khăn, nhưng điều này không thể kéo dài hàng năm trời được. Mỗi năm, EU sản xuất bình quân 170 triệu tấn thép thô. Ngành thép EU có doanh thu hàng năm là 166 tỷ euro, chiếm 1,3% GDP của khối, mang lại hơn 300.000 việc làm trực tiếp và hàng trăm nghìn việc làm gián tiếp. Một nền tảng quan trọng cho sự vận hành của ngành thép châu Âu là khí đốt giá rẻ từ Nga. Tuy nhiên, giá khí đốt cao đã khiến giá thép và chi phí sản xuất mặt hàng tại khu vực này tăng vọt. Hiệp hội thép châu Âu cảnh báo rằng việc nguồn cung khí đốt bị gián đoạn có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp thép của EU nếu như không có nguồn cung ứng thay thế. Tại Đức, nước sản xuất khoảng 40 triệu tấn thép thô mỗi năm và là nhà sản xuất thép lớn nhất EU, lớn thứ 8 trên thế giới. Nhà sản xuất thép lớn nhất của Đức, ThyssenKrupp cho biết không thể chuyển đổi quy trình sản xuất từ khí đốt tự nhiên sang dầu thô hoặc than đá. Hãng này gần đây cảnh báo rằng việc thiếu khí đốt có thể khiến công ty phải dừng hoạt động các lò luyện sắt và chịu thiệt hại lớn về kỹ thuật. Không chỉ chịu tác động của nguồn cung năng lượng, một số nhà sản xuất thép ở châu Âu có nguy cơ phải dừng hoạt động vì khó cạnh tranh với các nhà sản xuất ở Mỹ, Trung Đông và các khu vực khác, nơi có giá năng lượng thấp hơn nhiều so với châu Âu. Rất nhiều sản phẩm nhập khẩu đã chiếm lĩnh thị trường, buộc các nhà sản xuất châu Âu vốn đang trong tình trạng khó khăn lại càng phải cắt giảm sản xuất. Nếu tình trạng như hiện nay kéo dài, chúng ta sẽ chứng kiến quá trình phi công nghiệp hóa ở những lĩnh vực công nghiệp chủ chốt và châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Đây không phải là điều châu Âu muốn. Trong thời gian tới, với việc các nhà máy thép châu Âu rơi vào khủng hoảng, mối quan hệ giữa cung và cầu sẽ càng trở nên trầm trọng. Điều này sẽ tác động mạnh đến giá thép trên toàn cầu.